Dấu hiệu uh, sẽ có khả năng có một mùa on coin season. Mùa on coin season là gì? Là khi mà đây hiện tại thì đây cái chỉ số là chỉ số Bitcoin season nhé. Uh, và hiện tại thì cái cái chỉ số uh, Bitcoin season nó là 12, tức là hiện tại là Bitcoin nó đang chi phối và khi mà cái đáy thấp nhất của Bitcoin season ấy nó là 12 và hiện tại cũng là đang là 12 rồi, là một cái mức đạt đáy thấp nhất Mà cái đáy thấp nhất uh, mà ở đây các bạn này Nó là ngày 16 tháng 8 năm 2021 Thì lúc đấy dòng tiền nó cũng đổ vào ở uh, Nó cũng đổ vào ôn coi các bạn Đây Đấy Là lúc đấy Là Bitcoin season nó là 6 chứ các bạn nhé Đấy Đây Có những cái mức thấp nhất ấy Cái đợt mà Đây 10, 14 tháng 9 năm 2019 Thì uh, lúc đấy là nó cũng xuống cái vùng 7 nha các bạn nhé uh, Hiện tại thì uh, đây cũng có thể là cái 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 chỉ số này nó có xuống nữa Nó cũng chưa phải là đáy đâu Chỉ gần đáy thôi Nhưng mà Nên là tại thời điểm hiện nay, tại thì đang có kế hoạch là gom ôn uh, coi nhưng mà gom support thôi các bạn nhé Nó chưa phải là điểm đẹp để chúng ta long Chúng ta chỉ mua support thôi